Xin cảm ơn quý vị đã vào những băng tần 14.6 của đài truyền hình Việt Mỹ TV. Tiếp theo sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, vào ngày 27 tháng 11, hãng hàng không United Airlines của Mỹ đã bắt đầu thực hiện các chuyến bay thuê chuyến để vận chuyển vaccine COVID-19 của hãng Pfizer trước chương trình tiêm chủng diện rộng dự kiến bắt đầu vào cuối tháng 12 ở Mỹ. Trang Daily Mail đưa tin, các chuyến bay này là bước đi đầu tiên trong mạng lưới cung cấp và phân phối toàn cầu đang được chuẩn bị để hoạt động ngay khi mà vaccine được phê duyệt. Hãng United Airlines đã được Cục Hàng không Liên bang của Mỹ, gọi tắt là FAA, cấp phép đặc biệt để vận chuyển vaccine được bảo quản bằng đá khô ở nhiệt độ 70 độ C. Từ Wall Street Journal cho biết, các đường bay cụ thể của những chuyến bay này không được công khai. Tuy nhiên, thì một số tiết lộ cho biết, đường bay của hãng United Airlines là giữa sân bay Brussels, Mỹ với sân bay O'Hare của thành phố Chicago của Mỹ. Brussels và Chicago đều là các sân bay quốc tế thuận tiện với các nhà máy của hãng Pfizer tại Kalamazoo, Michigan, Perth và Mỹ. Ngoài ra, thành phố Chicago cũng gần với các địa điểm phân phối của Pfizer tại làng Pleasant Prairie, bang Wisconsin, nơi đang được mở rộng để chuẩn bị cho việc triển khai vaccine. Hãng Pfizer có kế hoạch thực hiện hàng chục chuyến bay chở hàng và hàng trăm chuyến xe tải mỗi ngày một khi mà vaccine được chính phủ của Mỹ phê duyệt. Các liều vaccine dành cho châu Âu sẽ được sản xuất tại các cơ sở của BioNTech, đối tác Đức của Pfizer, cũng như điểm sản xuất của Pfizer tại Mỹ. Sau khi bị tòa phúc thẩm bác đơn kiện về cáo buộc gian lận diện rộng ở bang Pennsylvania, luật sư của ông Trump nói rằng họ đang chuẩn bị đưa vấn đề lên tòa án tối cao. Việc tòa phúc thẩm liên bang bác đơn kiện từ ủy ban tranh cử của ông Trump về quy trình bỏ phiếu tại Pennsylvania đã mở đường để cho vấn đề được đưa lên tòa án tối cao của Mỹ, theo Fox News đã cho biết như vậy. Bộ máy tư pháp ở Pennsylvania vẫn tiếp tục che đậy cáo buộc gian lận diện rộng. Chúng tôi rất cảm kích vì được trao cơ hội trình bày bằng chứng và sự thật cho cơ quan lập pháp của bang Pennsylvania, Gina Ellis, luật sư của ông Trump và cũng là cố vấn chiến dịch, nói trên Twitter sau khi tòa phúc thẩm ra phán quyết vào ngày 27 tháng 11. Theo Fox News, ủy ban tranh cử của ông Trump giờ đây có thể yêu cầu tòa án tối cao của Mỹ ra lệnh hỗ trợ khẩn cấp. Thẩm phán Samuel Alito sẽ là người thụ lý và ông có thể sẽ yêu cầu 8 thành viên còn lại của tòa cùng xem xét. Cán cân hiện tại ở tòa án tối cao là 6-3, nghiêng về những vị thẩm phán có quan điểm bảo thủ. Ông Trump cũng là tổng thống đương nhiệm đầu tiên đạt kỷ lục đề cử thành công 3 thẩm phán vào tòa án tối cao. Và dịch COVID-19 ở Mỹ lây lan nhanh đáng kể trong mùa đông. Số ca nhiễm ở Mỹ tính đến ngày 27 tháng 11 đã vượt mốc là 13 triệu so với con số là 12 triệu được ghi nhận hồi 6 ngày trước. Mỹ vẫn là nước đứng đầu thế giới về số ca nhiễm, theo sau là Ấn Độ với khoảng 9,3 triệu, Brazil với khoảng 6,2 triệu và Pháp là 2,2 triệu, thưa quý vị. Đợt lây lan mạnh hiện nay bắt đầu tăng tốc từ tháng 10, số ca tăng từ 8 triệu lên đến 9 triệu chỉ sau hơn 2 tuần. Con số tiếp tục tăng lên từ 10 triệu sau 9 ngày, rồi lên 11 triệu sau chưa tới 7 ngày, theo New York Times đã cho biết như vậy. Vào ngày 21 tháng 11, Đại học Johns Hopkins ghi nhận số ca nhiễm ở Mỹ chạm mốc là 12 triệu ca. Vào ngày 27 tháng 11, số ca mắc bệnh COVID đang phải điều trị tại các bệnh viện ở Mỹ là hơn 90.000 người, con số phá kỷ lục ngày thứ 17 liên tiếp. Trong đó, 17.802 ca đang được điều trị tích cực, cũng là con số cao nhất kể từ đầu dịch. Gần 6.000 người phải thở máy. Lâu nay, thì các chuyên gia cảnh báo về làn sóng lây nhiễm mới vào các tháng mùa đông, khi mà những người Mỹ phải ở trong nhà nhiều hơn, khiến cho virus dễ lây lan. Và vấn đề liên quan đến tình hình Hoa Kỳ, thì Ngoại trưởng Pompeo cho biết, nước Mỹ vẫn chỉ có một tổng thống và một ngoại trưởng. Ngoại trưởng Mỹ, ông Mike Pompeo tuyên bố, sẽ tôn trọng lời hứa chuyển giao quyền lực theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump, tuân thủ theo luật định nhưng vẫn tiếp tục công việc cho đến hết nhiệm kỳ. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News được đăng tải vào ngày 27 tháng 11, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết sẽ tôn trọng những lời hứa liên quan đến việc chuyển giao quyền lực. Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 27 tháng 11, Ngoại trưởng Pompeo nói rằng
Đức Mỹ sẽ vẫn chỉ có một ngoại trưởng và một tổng thống trong thời gian chuyển giao, nhưng sẽ làm những điều tổng thống Trump chỉ thị, tuân thủ quyết định của GSA. Đó là yêu cầu pháp lý và chúng tôi luôn tôn trọng lời hứa đó. Ông Pompeo đã cho biết như vậy, thưa quý vị. Cũng trong một cuộc phỏng vấn, người dẫn của Fox News đưa ra những câu hỏi ám thị khả năng nhiệm kỳ của Ngoại trưởng Pompeo sắp chấm dứt, như về tiến độ rút hết quân Mỹ khỏi Afghanistan trước ngày 20 tháng 1 năm 2021, những kỷ niệm đáng nhớ trong nhiệm kỳ. Khi được hỏi về kế hoạch sắp tới là sẽ tiếp tục tham gia chính trị hay lĩnh vực tư nhân, Ngoại trưởng Pompeo đáp rằng đó là điều khó đoán. Ông nói, chúng tôi sẽ tiếp tục công việc này cho đến khi bị vỗ vai và bảo rằng đã hết thời gian làm ngoại trưởng. Khi đó Susan, phu nhân của ông Pompeo, và tôi sẽ bàn tính bước kế tiếp. Ông Pompeo đã cho biết như vậy. Đối mặt với một Trung Quốc đầy tham vọng, Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ phải chịu áp lực cực lớn từ hai phía nếu tiếp tục tăng cường quan hệ với đảo Đài Loan. Hãng Taiwan News vào hôm 26 tháng 11 đưa tin, dưới thời chính quyền của ông Trump, Washington đã gia tăng đáng kể việc bán vũ khí cho Đài Loan, hứa hẹn là sẽ hợp tác sâu hơn về kinh tế và công khai tăng cường quan hệ với hòn đảo này. Ông Joe Biden được cho là sẽ tiếp tục theo hướng tương tự, nhưng có thể sẽ có cách tiếp cận mềm mỏng hơn với Trung Quốc so với ông Trump. Ông cho biết, nếu như Trung Quốc tiếp tục gây áp lực quân sự và kinh tế đối với Đài Loan, thì ông Joe Biden sẽ phải chứng minh rằng Washington sẽ không ngồi yên khi mà Bắc Kinh dồn ép Đài Loan. Bonnie S. Glasser, cố vấn cấp cao về châu Á của Trung Quốc nghiên cứu quốc tế và chiến lược của Mỹ nhận định, dù chỉ còn 2 tháng trong nhiệm kỳ, nếu như kết quả bầu cử được giữ nguyên, thì ông Trump vẫn hợp tác với Đài Loan. Cũng theo Taiwan News, người dân đảo Đài Loan ngày càng lo lắng về sự lấn lướt của Bắc Kinh ở khu vực châu Á, đặc biệt là với hòn đảo này. Ông Joe Biden và đảng Dân Chủ được người Đài Loan xem là không thích mạo hiểm và không công khai chỉ trích Bắc Kinh nhiều như dưới thời của ông Trump. Ông Joe Biden cũng được cho là phải đối mặt với những quyết định khó khăn liên quan đến thương mại với Đài Loan khi mà ông chính thức nhậm chức. Đài Loan rất muốn ký hiệp định thương mại song phương với Washington, một ý tưởng mà Bắc Kinh kịch liệt phản đối. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Hoàng Dung sẽ trở lại với phần tin Việt Nam sau một vài thông tin thương mại. Xin quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.